Cũng liên quan tới vụ việc trên, vào chiều ngày hôm nay thì qua tìm hiểu của phóng viên VTC14 thì bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội thời điểm nhập viện sức khỏe khá xấu và nghi vấn là bị bạo hành. Hiện cháu bé đã được chuyển viện điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Sanh Pôn nhưng tình hình sức khỏe khá xấu và vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, sự việc xảy ra chiều 17 tháng 1, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đỗ N.A, 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ trình bày, từ chiều cùng ngày, bé có biểu hiện bất thường. Người nhà gọi liên tục nhưng bé không tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chiếu chụp, chẩn đoán trên phim, hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Rạng sáng ngày 18 tháng 1, bé đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bệnh viện đã chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như những chiếc đinh. Về nghi vấn cháu bị bạo hành, các luật sư cho biết đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Đó là khi nhập viện thì cháu bé bị 9 cái đinh cắm vào hộp sọ và trong tình trạng là cháu đang bị băng bó và cho rằng đang gãy tay phải băng bó. Và chúng tôi không khỏi hoài nghi, ở đây có dấu hiệu giết người hay không. Đấy, bởi vì sao? Là nếu trong trường hợp mà cháu bé mà tai nạn thì chúng tôi cho rằng là một cái tai nạn thì không thể cắm đều các đinh vào hộp sọ được, mà nó chỉ 1 đến 2 cái đinh và nó tiếp xúc, nó chỉ ở trong cái phần tiếp xúc chứ không thể cắm đều vào hộp sọ được. Và chắc chắn ở đây nó có hành vi cố ý. Trong khi đó, theo người nhà cháu bé thì bố mẹ đã ly hôn vào tháng 6 năm 2021. Điều mà gia đình bên nội băn khoăn đó là mới 6 tháng mà cháu đã phải nhập viện cấp cứu tới 4 lần. Là em muốn là làm rõ ra nguyên nhân tại làm sao mà cháu em lại uống được thuốc sâu, vì một đứa trẻ con nó không thể nào mà nó uống được như thế. Đến lần thứ 3 cháu về viện được có 15 ngày thì nó lại tiếp tục nuốt 3 cái đinh vào trong bụng, một cái mắc ở cổ họng, còn 2 cái nó đã xuống hậu môn, thì là mẹ cháu giấu không nói. Đặc biệt trong cái trường hợp, trong cái lần mà cháu phải nhập viện mà uống nhầm thuốc trừ sâu, theo thông tin chúng tôi được biết rằng là mẹ cháu bé không hề nằm đông. Đấy, thế thì không hề làm đông thì không thể là giữ thuốc trừ sâu trong nhà. Đấy, vậy tại sao cháu bé lại nhập viện trong tình trạng mà uống thuốc trừ sâu? Đấy, thế thì quan điểm chúng tôi rằng là cần phải làm rõ. Đấy, cần phải điều tra làm rõ có hay không hành vi bạo hành, đặc biệt là có hay không hành vi giết người. Cũng vào chiều hôm nay, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Nậu cho biết, Công an huyện Thạch Thất vẫn đang làm việc với chị Nguyễn Thị Luyến và một số người liên quan và chưa có kết luận. Về hoàn cảnh gia đình, ông Chi cho hay ông Trung nhiều bệnh nên trí não không phát triển như người bình thường. Nhà chị Luyến cũng khó khăn, đông anh em, mẹ đã già yếu. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Công an huyện Thạch Thất vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ về những vết thương nghi là bị đinh bắn trên đầu bé gái Đỗ Ngọc A, 3 tuổi, là con riêng của chị Nguyễn Thị Lợi.